Xin chào mọi người. Hello hello. Đây là mình đang ở gọi là công viên James Levitsky mọi người ạ. Hôm nay trời rất là đẹp. Ở dưới này có hai chú đang câu cá. Lúc nãy video trước của mình dừng lại ở đây. Chắc là bấm nhầm cái gì đấy. Đi nào xuống xem thử họ có câu được con nào. Ở này ở giữa hồ thì có mấy cái người ta làm tổ chim này. Tổ chim cho mấy con sâm cầm nó để trứng. Mà không nhìn thấy chim đâu. Chim chắc là đang đi kiếm anh gần bờ rồi. Đây là chỗ trượt tuyết mùa đông và trượt cò mùa hè. Có cái rồng rập kéo người lên này. Đấy. Là một vòng. Hồ này rất là rộng, có rất là nhiều cá. Đấy. Phong cảnh công viên trông như thế. Mọi người nếu thích thì nhớ đăng ký kênh nhé. Bấm vào nút subscribe miễn phí. Đăng ký không mất tiền mà có thể nhận được những video của mình trên YouTube một cách tự động. Kiểu nếu mà mình có quay video mới thì nó sẽ tự động cập nhật. Đấy. Đi xuống chỗ này, sau xuống này tí thì đây, chỗ này có một cái cầu này. Đấy. Cái hồ này nó rất là rộng. Có nhiều loại cây, ví dụ chỗ này nó có cây mận, cây mơ như này. Bao nhiêu trái. Đấy, mơ vàng lúc nãy, mận vàng lúc nãy mình quay ở video trước ấy. Đấy, nhiều trái nhá. Xem nó còn cái gì nữa. Ok. Xin phép được dừng video này. Mọi người thích thì chia sẻ video và đăng ký kênh nhé. Bye bye.